ra để cho nhẹ lòng. Có lẽ ta chỉ có duyên gặp nhau. Em là người con gái anh đã yêu rất nhiều. Chắc em cũng biết điều đó phải không? Sau bao sóng gió ta đã vượt qua. Anh thương hạnh phúc đã đến với mình. Anh thương không thể có gì đổi thay. Nào ngờ cuộc sống không cho trọn vẹn ước mơ. Khi tình yêu không còn như xưa, con người cũng thay đổi cách nhìn. Và giờ em nhìn anh chỉ là một người yêu cũ thôi sao? Anh là người thứ mấy trong danh sách những người em yêu? Em hãy nói thần đi, trong em anh ở vị trí bao nhiêu? Gặp nhau.